Donc cette formation, c'est un projet sur 3 ans. Donc cette année, c'est la première année. On a organisé ça au nord du Vietnam. Et l'idée, c'est de recommencer l'année prochaine et dans 2 ans pour proposer cette même formation au sud du Vietnam et au centre. Sachant qu'il y a des participants qui viennent de partout, mais ça permet de faire varier les terrains et aussi de travailler, pas seulement au nord, mais dans d'autres régions du Vietnam. Khoa nhân học, trường khoa học xã hội và nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi là đơn vị đào tạo về ngành nhân học trong nhiều năm qua và cũng có thời gian làm việc với nhiều nhà nghiên cứu trẻ. Tôi nhận thấy là rất nhiều bạn có nhu cầu tìm hiểu về nghiên cứu điển giả một cách bài bản, có hệ thống, nhưng mà không phải lúc nào cũng có cơ hội được tiếp cận với những cái kiến thức như thế. Khóa tập huấn thì có 2 cái thập phần chính. Thập phần thứ nhất là các bài giảng lý thuyết ở trên lớp, bao gồm phần giảng lý thuyết ở phần đầu của khóa tập huấn, tập trung hướng dẫn cho các học viên các bước cần thiết để chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu trên thực địa. Và sau đó, sau khi học viên đi thực địa về, tiếp tục tổ chức một chuỗi các cái bài giảng cũng như là hướng dẫn trực tiếp để giúp họ có thể xử lý, phân tích số liệu, xây dựng các cái lập luận và diễn giải các cái dữ liệu mà họ thu thập được. Xen giữa 2 cái giai đoạn đó là giai đoạn là triển khai ở trên thực địa. Cela fait plusieurs années qu'on organise ce type de formation aux enquêtes de terrain. Donc cette année, nous avions un groupe de 20 étudiants séparés en 3 groupes. Donc moi, je m'occupais d'un groupe de 6 étudiants. Donc c'est à la fois une formation aux enquêtes de terrain, mais aussi une expérience de vie en commun, puisque pendant 10 jours, nous avons vécu ensemble. Một trong những kỳ vọng của tôi khi đăng ký khóa tập huấn điền giã lần này đó là sẽ có thể được tiếp cận những cái phương pháp, những cái lý thuyết và những cái thực tiễn mới liên quan đến các phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội. Và bên cạnh đó thì được đến các địa phương nơi có các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân, liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi môi trường đến các mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, và cũng là để tìm hiểu về việc phát triển du lịch cộng đồng tại các cái địa phương này. Và sau mỗi buổi phỏng vấn như vậy thì chúng tôi sẽ họp lại với lại người hướng dẫn của mình để chúng tôi rút kinh nghiệm những điều mà chúng tôi chưa thực hiện được. Và cứ như vậy qua mỗi buổi thì chúng tôi học hỏi được rất nhiều cái kinh nghiệm ở việc buổi thực địa đấy. Là một người ở Lào Cai, cảm ơn mọi người sự đã lựa chọn Lào Cai để tổ chức một đợt thực địa. Hy vọng là những cái kết quả với những cái thông tin quay trở lại với địa phương, với các cơ quan chuyên môn của bọn em thì sẽ giúp cho bọn em có thêm được một cái nhìn đầy đủ hơn về một địa phương, để bọn em cũng có thêm cái cơ sở để soi chiếu những hoạt động mà quản lý nhà nước mình đang thực hiện trên địa bàn. Sau cái khóa học này, mình sẽ có thêm nhiều những kiến thức để bổ trợ vào cái nghề nghiệp mà mình đang làm là một nghiên cứu viên và là một giảng viên. Thật sự mình học được rất nhiều, đó là kiến thức về thực địa. Và một phương pháp nghiên cứu rất mới trong khoa học xã hội là phương pháp điền giã nhân học. On espère qu'à travers ces formations, il y a des liens qui se tissent entre les participants et aussi avec les formateurs. Peut-être que cette mise en réseau, ces échanges, ces liens qui se tissent permettent de créer un collectif pour répondre par exemple à des appels à projets de recherche. Comme ça, on se connaît déjà, on sait comment on peut travailler ensemble. Et s'il y a un projet de recherche auquel on veut faire une proposition, on aura peut-être déjà des collègues, des personnes qu'on pourra attirer dans ce projet-là. On se demandait aussi, on verra peut-être au bout des 3 ans, si le collectif qui a été formé permettrait de monter une JEAI, une jeune équipe associée à l'IRD, en trouvant un sujet commun qui nous motive tous pour proposer un financement JEAI de l'IRD.